Chúc anh đào à? Chúc. Đâu rồi, trắng rồi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Thượng Hà cũng sống ở thế giới này. Người ta Thượng Hà cũng mời sống ở thế giới cũng kiếm sống ở mọi người không chăng. Thank you.
hoàng. Kim hoàng. Bảo vệ ở đây mà vẫn phải đứng nghiêm như này. Đây, cảnh sát. Bảo vệ chuẩn bị xuống tàu để đi dọc sông Hoàng Phố, đi du thuyền trên sông Hoàng Phố.
khách sạn Đoàn nghỉ tại Thượng Hải. Vừa vừa đây, cho nên Quyên không bao giờ tổng đến tiền của chồng Quyên nhé. Quyên ra đã bảo thôi, để cho Quyên đi làm đi. Ta đi đến thành phố Thượng Hải năm 2006, Quyên đến đây rồi, thì sẽ còn trẻ trẻ, cái gì cũng không biết, không biết này. Nhưng mà làm được 2 năm sau, không được, không đến 2 năm nữa, còn như mấy tháng thôi. Sau đó không làm được này, lại chạy về này, chạy về sau này nhá, đến 2 năm, lại tiếp tục lại chạy lên, lại một không có bổ qua. Bởi vì chùa này là một cái chùa linh thiêng nhất, linh thiêng nhỉ. Vào trong đây cầu cái gì sẽ được cái đó. Cho nên Quyên muốn cho nhà mình, anh chị mình nhá, vào trong đây sẽ là sức khỏe, sức khỏe khỏe, bình bình an an, làm nhiều tiền nhá, làm nhiều tiền. Tại vì vừa đặt được xuống chủ trì chùa Phật nào sẽ bị mất chết này. Thiên cơ bất khả lộ, cho nên là chủ trì khả lộ thiên cơ đây. Đây là một cái chuyện thật đấy, là thật đấy. Nhưng mà dân Thượng Hải đây cũng không dám nói ra nhiều, nhưng mà dân Thượng Hải ai cũng biết được. Anh chị mình về đi lên trên mạng nhá, đánh cái từ mà cửu long trụ, chứ là cửu long trụ, cửu long trụ, cửu là số 9, long là con rồng, trụ là cái cục này. 100% xuất hiện cái thông tin này nhá. Nhưng mà không phải thông tin nói về là chủ trì là khá lộ thiên cơ nhá. Xin nói về hồi xưa vị trí này là không đặt tới cuộc này xuống, lý do hồi xưa có một cái bản tố nghệ sinh này sẽ ở dưới đất này sẽ làm ra một cái là nhà này vân vân này. Nhưng mà thật thế cái chuyện là như vậy. Và anh chị là bên tay trái, bên tay trái là cái máy in tiền này. Hai bên tố rất nhiều những cái xe thuyền nhỏ nhỏ này, giống như mình xem phim Hồng Kông cái này, thuyền nhỏ nhỏ. Thượng Hải đây là có nhiều tỷ phú tập trung ở đây. Nhưng mà mình bây giờ là cái là bây giờ mình ở trong đây là đi cái chùa Phật Ngọc, tí nữa bên cũng bảo bác Đại sẽ tố chùa Phật Ngọc Thượng Hải Trung Quốc. Hôm nay vào đúng ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5. Đây. Mọi người cũng như vậy đi, đúng rồi, lấy cái tắm nước thơm. Anh chị ơi, vào trong đây để xin phép bấm đây. Cái này là An Khang cất tường với là may mắn. Thank you.
đau đầu lắm, không biết làm sao. Nhưng mà về đi, cũng một hôm ba bỏ ngay cùng với em trên sân, và cố hai lần cái ý của con đi theo cái đường đó là còn sao Thank you.